Theo kết quả của chương trình đánh giá xe mới của Úc ANCAP, MR5 là mẫu xe hiếm hoi trong nhiều năm qua, không đạt nổi một sao chứng nhận an toàn của tổ chức này. Thậm chí kết quả này còn không bằng chiếc xe hạng A Hyundai Grand i10 đạt 3 sao. Nhưng đáng chú ý, MG đã thừa nhận những thiếu sót an toàn của mẫu xe này và khẳng định sẽ cập nhật cho chiếc MG5 trong thời gian tới, giúp khách hàng an tâm hơn. Chí ít, lời tuyên bố của MG sẽ giúp khách hàng có thông tin rõ ràng hơn khi lựa chọn xe. Trong khi đó, một mẫu xe của nhà Toyota dù đạt tới an toàn 5 sao, nhưng khi xảy ra va chạm lại khiến người dùng cảm thấy rùng mình. Cụ thể, mẫu Toyota Veloz trong một vụ tai nạn vào ngày 17 tháng 12 trên địa bàn huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã bị bẹp rúm và hàng loạt vụ tai nạn liên quan đến mẫu xe này cũng đều có mức độ hư hại khá lớn, dù là nặng hay nhẹ. Và điều đó không thể không khiến cho người dùng đặt câu hỏi về chất lượng và độ an toàn của những chiếc xe này. Vậy MG5 có những thiếu sót gì và Veloz có phải là thùng tôn di động an toàn 5 sao? Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin này trong câu chuyện ngày hôm nay và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Autotalk VN. Không quá ngạc nhiên khi MG5 bị đánh giá không sao sau bài kiểm tra của tổ chức ANCAP và kết quả này thua thiệt so với cả một số mẫu xe hạng A. Nhưng đây cũng là điều dễ hiểu khi từ thế hệ trước đó của MG5 với tên gọi gốc là SAIC Rowe i5 đã không được cấp chứng nhận thử nghiệm va chạm bởi bất kỳ tổ chức nào, ngay cả tại quê nhà Trung Quốc. Vậy MG5, mẫu sedan rẻ nhất đang mở bán tại Việt Nam có những thiếu sót gì để dẫn tới điểm số kém như vậy? Cụ thể, nếu nhìn sơ qua đoạn video ghi lại cảnh thử nghiệm va chạm của tổ chức ANCAP với chiếc MG5, sẽ thấy rằng mẫu xe này cũng không phải là quá nguy hiểm đến mức chiếc xe bị vò nát để nhận về điểm số không. Nhưng trong báo cáo của ANCAP ghi lại có dòng: xe thử nghiệm không được trang bị bộ căng trước dây đai an toàn cho cả vị trí ngồi phía trước và phía sau. Hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn SVR chỉ được trang bị tiêu chuẩn cho các vị trí ngồi phía trước. Nhắc nhở thắt dây an toàn không được trang bị cho cả hàng ghế thứ hai. Đây chính là điểm nguy hiểm nhất của mẫu xe này khi xảy ra tai nạn, vì hệ thống dây đai an toàn không làm đúng chức năng của nó là siết căng lại giúp hành khách ổn định trong vụ va chạm. Bên cạnh việc dây đai an toàn không đúng tiêu chuẩn, thì điểm không của MG5 còn đến từ kết cấu xe khá kém. ANCAP đánh giá MG5 có khả năng gây thương tích nặng về phần ngực và chân người lái ở bài thử nghiệm va chạm một phần đầu xe, cũng như ngực và chân người ngồi sau trong bài thử nghiệm đâm trực diện. ANCAP cũng cho biết MG không nỗ lực ngăn ngừa thương tích cho người dùng khi xe gặp va chạm đầu và hông. Họ chỉ dẫn lực tác động lên đầu và cổ mô hình trẻ em ngồi trong xe chịu lực tác động cao hơn đáng kể so với các xe đời mới. Kết hợp với đó là sự thiếu vắng của túi khí trung tâm hàng ghế trước và các công nghệ như hỗ trợ giữa làn, kiểm soát, quan sát điểm mù, cảnh báo người lái mất tập trung hay cảnh báo còn trẻ em ngồi trong xe đã khiến chiếc xe dính điểm liệt. Dù vậy, MG vẫn tuyên bố sẽ không dừng bán và thừa nhận thiếu sót của mẫu xe này, nhưng sẽ tung ra một bản cập nhật mới, bổ sung gói trang bị an toàn cho MG5 vào năm tới. Gói này được xác nhận đã có hai công nghệ hỗ trợ giữa làn và hỗ trợ tốc độ xe. Đồng thời, kết quả này cũng giúp người dùng an tâm hơn khi nắm bắt được thông tin của mẫu xe mà mình quan tâm tới. Nhưng đối với mẫu Veloz của nhà Toyota, người dùng lại đang tỏ ra hoang mang khi mẫu xe này đạt tới chứng nhận an toàn 5 sao của tổ chức Asian NCAP. Nhưng khi xảy ra tai nạn thì lại có kết quả trái ngược. Cụ thể, ngày 17 tháng 12 trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương và một người thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, do va chạm giữa xe ô tô 7 chỗ Toyota Veloz và một xe tải đông lạnh. Sự việc xảy ra được người dân ghi lại và đưa clip lên mạng xã hội Facebook đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn, nhiều người đã đặt vấn đề về sự an toàn của chiếc xe bị tai nạn. Qua hình ảnh đoạn clip ghi lại, chiếc xe ô tô 7 chỗ Toyota Veloz dù đã bung túi khí nhưng gần như đã bị biến dạng hoàn toàn sau vụ va chạm. Thân xe bẹp rúm khiến cửa xe không thể mở ra, người dân phải dùng cây để cậy cửa để đưa người bị nạn ra ngoài. Rất nhiều bình luận đã đặt vấn đề về chất lượng của chiếc xe này, đặc biệt là sự an toàn của thân vỏ của chiếc xe. Được biết, cũng trong khoảng thời gian này năm trước, cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giữa một chiếc Toyota Veloz và một xe tải.
Vụ va chạm đã khiến toàn bộ phần đầu xe biến dạng, bẹp rúm toàn bộ, ăn sâu vào tận bên trong khoang lái, khiến chiếc xe không nhận dạng được ra. Nhưng nếu xét tới vụ tai nạn vào tháng 5 năm 2022, một vụ tai nạn khác nữa giữa một chiếc xe Toyota Veloz và xe máy, thì mức độ hư hại cũng không thua kém gì khi toàn bộ phần đầu của chiếc xe ô tô đã bị vỡ nát. Toyota Veloz là mẫu MPV được định vị cạnh tranh trực tiếp với chiếc xe 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam là Xpander, hiện đang có giá lần lượt là 598 triệu và 638 triệu đồng cho hai phiên bản của xe. Thời gian đầu, Toyota Veloz được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và đến cuối tháng 12 năm ngoái đã chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam. Trang bị của bản lắp ráp giống hệt xe nhập khẩu. Tuy nhiên, xe lắp ráp được gia hạn bảo hành thêm 2 năm hoặc 50.000 km tùy điều kiện nào đến trước. So với mặt bằng chung giá phân khúc thì giá Veloz lại khá cao, nhưng đổi lại xe có nhiều trang bị hiện đại. Một số trang bị đáng chú ý của mẫu xe này bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng LED, mâm 17 inch, màn hình lớn sau vô lăng, màn hình trung tâm cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay, sạc không dây, điều hòa tự động, đề nổ nút bấm, phanh đỗ điện tử. Mẫu xe này có một số tính năng trong gói Toyota Safety Sense, camera 360 độ và 6 túi khí. Tuy nhiên, dù cho xe được trang bị khá an toàn và đạt chứng nhận 5 sao của tổ chức Asian NCAP, nhưng người dùng tại Việt Nam lại đánh giá xe khá mỏng manh ở phần tôn vỏ, thân xe mang lại cảm giác không liền lạc và khá bồng bềnh khi di chuyển ở tốc độ cao. Và cũng không rõ là có phải do xe nhập khẩu và xe lắp ráp có sự khác biệt hay không. Điều này cũng đã đặt ra nhiều dấu hỏi hơn về chất lượng của xe. Nhưng trên thực tế, Toyota Veloz không sử dụng khung gầm của Toyota mà được dựa trên nền tảng DNGA của Daihatsu, một công ty con của Toyota. Và trong một thông báo mới nhất vào ngày 20 tháng 12 vừa qua, Daihatsu sẽ tạm thời dừng toàn bộ hoạt động phân phối tại thị trường trong và ngoài nước sau khi phát hiện đa số các mẫu ô tô của công ty đều bị ảnh hưởng do vụ bê bối gian lận thử nghiệm an toàn. Quyết định trên được đưa ra sau khi hãng chế tạo xe Mini hồi tháng 4 đã thừa nhận gian lận dữ liệu trong các cuộc thử nghiệm an toàn khi va chạm với 6 mẫu xe. Sau đó, một cơ quan độc lập đã được thành lập để điều tra vụ việc. Hiện, tổng số mẫu xe có liên quan đến vụ bê bối là 64 mẫu, trong đó 22 mẫu được bán mang thương hiệu Toyota và một số mẫu mang thương hiệu Mazda, Subaru. Trong cuộc điều tra này, có tổng cộng 64 mẫu xe và gần 2/3 trong số đó mang thương hiệu Toyota bị phát hiện có vấn đề bất thường. Toyota cho biết các mẫu ô tô bị ảnh hưởng trong vụ bê bối gian lận an toàn mở rộng của Daihatsu bao gồm xe dành cho thị trường Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Campuchia. Bên cạnh đó là các mẫu xe ở Trung Mỹ và Nam Mỹ như Mexico, Ecuador, Peru, Chile, Bolivia hay Uruguay. Trong danh sách các mẫu xe dính dáng đến gian lận an toàn, cái tên Veloz cũng được liệt kê bên cạnh những mẫu xe quen thuộc với người Việt bao gồm Toyota Wigo, Toyota Rush, Toyota Avanza, Toyota Rise, Toyota Yaris Cross và Vios. Hội đồng độc lập đã tiến hành điều tra Daihatsu sau khi thương hiệu này tiết lộ gian lận trong thử nghiệm va chạm bên sườn đối với 88.000 chiếc ô tô cỡ nhỏ vào hồi tháng 4 năm nay. Phần lớn những chiếc xe có liên quan đều mang thương hiệu Toyota. Tuy nhiên, cuộc điều tra gần đây cho thấy quy mô của vụ bê bối này lớn hơn nhiều so với nhận định ban đầu và có thể làm hoen ố danh tiếng của cả Daihatsu lẫn Toyota về mặt chất lượng và an toàn. Được biết, vụ việc của Daihatsu là bê bối an toàn mới nhất và lớn nhất ảnh hưởng đến tập đoàn Toyota trong nhiều năm qua. Vào năm 2010, Chủ tịch Toyota, ông Akio Toyoda, khi đó là giám đốc điều hành, đã buộc phải điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ do cuộc khủng hoảng an toàn liên quan đến lỗ chân ga và lỗ túi khí của hãng đối tác Takata. Vậy với thông báo trên, Toyota Veloz sẽ không còn là mẫu xe duy nhất đáng lo ngại của nhà Toyota với người dùng Việt Nam, mà sẽ là toàn bộ giải sản phẩm của Daihatsu gắn logo Toyota đang được mở bán. Và theo các bạn, liệu Toyota Veloz có đủ an toàn hay là một chiếc xe với thùng tôn di động 5 sao? Hãy cho chúng tôi biết ở bên trong phần bình luận và ủng hộ bằng cách like, share, subscribe cũng như rung chuông nếu thông tin hữu ích. Cảm ơn đã theo dõi được cuối video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.